Buổi trưa hôm nay vô tình phát hiện anh Khoa Chàng Lùng đang đi lụm ve chai ngoài đường, và các anh em có kêu ảnh dừng lại hỏi thăm và câu chuyện như thế nào, mời chú anh chị mình xem clip sẽ hiểu rõ nhé. Lúc đầu thì ảnh quay ảnh sợ là người ta thấy cái đống ve chai của ảnh nhiều, người ta sợ ảnh sợ là người ta không cho nữa. Dạ. Nói chung là quay giờ người ta thấy người ta thương nhiều hơn nữa. Dạ đi. Hôm nay là theo như anh là lụm được khoảng bao nhiêu ký ve chai rồi? Cái bao đó chắc cỡ 4 ký. Vậy vậy. Bốn ký chai mũ á, chai nước suối. Chai mũ là hôm bữa hổm mình bán bao nhiêu ký? Bữa hổm có 5.000. 5.000 ký. Nếu mà 5.000 thì 4 ký cho 5 ký thì cũng được 25.000 thôi. Nay một ngày mà đi có 25.000 vậy đó hả? Dạ. Còn là chai nước suối, chai mũ, nước ngọt không có nặng mà. Nay anh em chạy tới đâu? Dạ em ra tới biển á. Cách nhà nhiêu cây? Đi vòng vòng về tới nhà là đi về luôn là có 50-60 cây. Dữ rồi. Tại biển thì biển nó nhiều hơn ha, ta uống ra. Dạ không, cũng lai gai vậy. Thường ở sáng mình đi là mình chuẩn bị những cái gì để mà mình đi lụm ve chai? Thì bao xe. Nhà, xe. Dạ. Có đem nước theo được không? Dạ có nước. Đem nước nhưng mà cơm thì sáng em ăn ở nhà một miếng rồi em đi. Bữa nay mình ăn cơm với gì? Dạ, cũng trứng vịt. Trứng vịt vậy hả? Dạ. Rồi giờ có chưa có đem theo không? Có, dạ có... không. Giờ này anh thấy đói bụng không? Dạ cũng hơi thôi chứ cũng quen, giết quen anh rồi. Dạ. Sáng sớm là ăn trước một cái ha. Dạ. Sáng vệ sinh cá nhân xong rồi ăn miếng. Rồi sao rồi mình đi ngoài nắng không, mình không bận quần dài vô? Dài. Nó bất tiện lắm anh. Dướng quần dài nó vướng, nó bất tiện lắm. Vậy là dài mà cái quần này cũng đủ dài rồi, nó cũng nó hút đầu gối rồi. Đây khẩu trang mặc áo tay dài cho nó trắng. Mặc áo tay dài rồi đeo khẩu trang rồi nó trắng ở đây, rồi trên đây nó đen nhìn rồi gốm nữa. Dạ. Để cho đen nhìn nó gốm, nó còn gốm hơn nữa. Nó là ngâm ngâm thì bởi vậy bây giờ nếu mà đeo khẩu trang vô cái miệng này trắng, cái trắng đen kỳ lắm. Rồi hôm ngày có lên mạng có em nào là muốn làm quen chưa? Chưa. Chưa ha. Giờ là suy nghĩ tới chuyện đó chưa? Không luôn. Sao bữa hổm tôi vô tôi nghe ở vòng vòng sớm ta đồn, tôi nói ông có con nhỏ nào theo ông về nhà có không? Có dễ gì, ai đâu mà theo, tướng này ai theo. Mấy bà kìa vòng vòng sớm. Rồi, không có đâu. Đồn không có đâu. Nhỏ nào về tới nhà luôn. Thấy không, như đợt đó đồn cũng lên trên này mà đồn bán ve chai 20 mấy triệu á. Vậy hả? Có 2 triệu mấy mà làm gì tới 20 triệu. Đợt nó đồn ra tới cầu 20 mấy triệu đó. Còn cái đợt đó cũng ở bao khúc này mấy anh cho 200.000 mà đồn về cho tới 27, 28. Đồn dữ vậy. Em ra cầu người ta hỏi, ủa như bộ chuyện qua lên trên kênh đó người ta cho tới 27, 28. Nó nói trời ơi có 200.000 cầm trên tay đó, rồi mấy cô chú cũng thấy đó mà. Rồi sao không nói chứ người ta là bây giờ là em đã trả hết nợ rồi, em cũng đâu có còn suy nghĩ gì nhiều nữa đâu. Dạ. Giờ mình làm nhiêu ăn nhiêu đúng không? Dạ đúng. Ừ. Nhưng mình đâu có lo gì tiền bạc nữa. Dạ giờ có nhiêu ăn nhiêu thôi chứ giờ cái đó, tiền cái bạc. Sao, không cái túi, cái túi đựng cái điện thoại, đâu, cái túi giả. Cái túi giả. Cái túi giả. Nghe cái túi giả. Ủa cái túi giả. Trời ơi, không ra biển không được vàng cái gì á. Trời ơi. Cái túi nó đẹp quá à. Dạ. Mua đâu hả? Bà già Mai. Bà già Mai hả? Tưởng mua đâu chỉ tôi mua chứ coi. Cần thì liên hệ em, kêu bà già Mai chó. Sẵn ra ta móc giới thiệu luôn đi chứ để thấy mập mờ. Nghe, có điện thoại không hả? Ừ, đi đâu vậy? Mấy tỷ đó. Điện thoại nè. Cái này là tại cái bọc là tại trời mưa bữa hổm bị không, có tiền không lấy ra cuốn coi. Có mấy ngàn lẻ cho đem mất cây. Có mấy ngàn lẻ móc kỳ mới kỳ lắm. Móc đi. Bữa nay người ta cho được nhiêu? Bữa nay có ai tặng không? Dạ bữa nay thì được 20.000. 20.000 ha. Dạ. Thôi đi gần hồi tâm sự chút xíu đi, ngồi có người thưởng nè. Đây có quà. Ôi, nghe có quà nữa, vui không? Có năm vui. Dạ vui. Quà. Trong họp ngày cũng 4-5 ngày rồi. Nay mới qua gặp được anh Khoa rồi thẳng chào luôn. Dạ, cho quý anh chị mình coi. Ừ. Thì cũng nhiều người nói là không có tin là anh Khoa đi lụm ve chai. Dạ. Nên là hôm nay là mấy anh em mới đi trên cái tuyến đường của anh Khoa lụm ve chai nè. Dạ. Cũng vô. Nếu mà cô chú nào không tin thì có dịp nào đó đi mấy anh chị có đi xuống này nè, đi hỏi dài đường này là xuống đâu? Xuống Vĩnh Châu nè, đi hỏi dài coi mấy cô chú dưới này nè là hàng ngày thấy hàng ngày mà gặp hàng ngày. Ở này mới ghé gửi xe là cái cô này cũng biết anh Khoa luôn nè.
Dạ. Đây là cái xưởng cán ton anh chị này cũng ưa có cho dây chai lắm nè. Hồi nãy bà nói là bà, anh Hoa sao mình đi lụm thì mình cuột gì đẹp quá vậy? Thì phải gọn chứ không gọn đâu có đựng nhiêu đâu. Vậy mốt là mai cái bao bự lên. Dạ, bao bự quá thì nó không nổi, nó nhõng đầu. Dạ, mình mai túi 12 gan rồi đem ra mà đựng. Đựng cái gì mới được? Đựng đá, cho có môn đựng đá chứ đựng ba cái đá mi này quá. Người ta nói là mai túi 3 gan, thì mình mai túi 12 gan. Dạ. Thì gắn bánh xe bự lên chút. Ủa vậy à, anh xuống Vĩnh Châu này anh lượm da chai là bao lâu rồi? Dạ, cũng 2 năm rồi. Cái đường này đi cũng 2 năm. Thời gian mình xuống đây 2 năm ha. Dạ. Vậy mình có đổi tiếng không anh Khoa? Hay dạ. Là mình đi con tiếng này à? Đi con tiếng này. Ừ, tại sao mình không đổi tiếng đi chứ con tiếng rồi thì... đâu mà lượm ngày nào cũng đi mấy cái chỗ khác thì không có. Đa số ảnh là... Bây giờ mình ra hướng ngoài Trần Đề đi. Ra hướng đó không có đâu. Đi em đi cũng mấy chuyến rồi. Đồng quen chắc gặp những đồng nghiệp mình có à? Dạ lắm mà, có khi nào mà bị cạnh tranh không? Có á. Cũng có luôn á, xuống này cạnh tranh làm sao, cạnh tranh sao đâu cũng như người ta lụm rồi thấy em nè, ta có giành địa bàn không? Không phải giành mà cái dạng mà cũng như có cô chú người ta cho đó. Rồi có người ta thấy á, mà con đi lụm cho em thấy nè, người ta ghé, người ta ghé hoài vậy đó, phiền người ta đó, người ta cho người đó. Có trường hợp nào mà nói vậy sao bên khu vực nhà anh lụm mà anh qua địa bàn của người ta lụm không? Dạ không đâu. Cái đó không có, nhưng mà cái người lụm chung á, thí dụ như có chủ nhà người ta cho em đi, rồi người đó thấy, người đó đi chung nè, đi chung vậy đó, rồi người ta lụm chung vậy đó, người ta thấy, rồi qua bữa sau là người ta ghé rồi. Cũng như ông đó, ông ghé thì hai ba bữa người ta không có đồ thì ghé hoài thì người ta thấy phiền á, người ta cũng cho lấy cho ổng vậy đó. Mình qua có bữa nào mà mình lụm mà được hai bao không? Hai bao mình dạ không cuộc, dạ không không bao chở được, nhưng mà không có đâu. Ủa, tại vì dưới này bữa tại ngày chăng mấy cái ngày người ta ăn tiệc đồ nhiều, người ta liền cũng không có bao đồ nhiều sao không có đâu. Mà cái bao này là đa số là một phần người ta cho hay là mình lụm được như đó? Một phần của nhờ của cô chú cho mớ nữa đó. Cho ha. Dạ. Bây giờ lụm cũng khó lắm. Bữa nào mà đi nghe ở dưới này là xin là tao cho ha. Dạ không có xin. Đám là không cho. Em không có ghé. Em không có ghé mấy đám tại vì em thấy ngại lắm. Ngại lắm. Có nó nhiều quá. Dạ. Thì ghé nghe mình ngồi tao đợi, ai dục xuống thì lụm. Kỳ lắm anh ngồi. Kỳ lắm anh. Thì mình ngồi chỗ thôi, mình để mình làm cầm cái bảng. Dạ. Em lụm vô chai đó. Ừ, để cái bảng em lụm chai. Ừ. Cho em xin lon. Nè, giống như người ta đang nhậu đúng không? Người ta đang trầm lon rồi đó, cái anh khui giùm người ta luôn. Anh cho anh khui góp rồi luôn. Anh góp cho nha. Anh uống anh trầm lon nha. Trầm lon có nhanh đi rồi còn lon mình đó. Kiểu đó. Kiểu đó kỳ lắm. Sẵn là về kia bạn dọn dẹp vậy xin giùm luôn. Anh các anh cho em xin lon, đừng giữ lon lâu quá. Quẩy thêm cái bao nữa mà. Chà lúc đó. Chứ lúc đó mà chắc hết đi luôn rồi. Tập gẹo anh Khoa hoài, anh Khoa cũng hạt hà ha, tập gẹo hoài. Cô chủ ơi, quay địch chút xíu không? Cô chủ có cho lon dư vô cô chủ. Nè, ảnh nói là bà hay cho ảnh nè. Cô có hay cho lon ảnh không? Vậy mà thấy ông đó. Không, bên kia cái xưởng bên con. À, cái xưởng bên kia ha. Xưởng kia của cô luôn đó. Cô phải là chủ của xưởng bên kia không? Đó, ảnh là chủ thì ngó ngàng không? Kia cho, cho nên ảnh đâu biết. Bà chủ nè. Trời ơi, là bà chủ luôn thấy không? Chị nghe lúc nào gặp bà chủ đó. Thôi mình kiếm chỗ nào cho nó mát mát đi. Rồi anh em đi mua cơm cho anh ăn. Mua cơm cho anh ăn. Thì giấc này anh Khoa Trần Lùng sẽ quyết con chú anh chị. Rồi anh Khoa tiếp tục di chuyển nha. Di chuyển đi nha. Cái này nó đâu có được một bao, nó chừng ký 2 ký hả? Dạ bán được. Bao cái dạ. Nó đâu có được nhiêu. Nhầm chờ nhầm chỗ, người ta mua nhầm chỗ, người ta không mua nữa. Khoảng 3-4 kg vậy à. Tại toàn là chai. Nghe nó như vậy thì nó đâu có được luôn. Số là nó mấy cái chai nhựa. Đắng nó kia nó quá. Đắng vậy. Đó. Dạ. Chứ đâu có dễ gì. Đặng kìa đó. Đó đặng kìa. Cái này
quá trời từng luôn nè. Cái này nó mua rẻ hay qua? Nó rẻ. Ừ. Mà nó nhẹ ký nữa. Ừ. Không có, tuy nó rẻ nhưng mà vẫn có tiền. Ừ. Phải rồi. Vậy mình nấu lại. Ừ. Dạ. Vậy nấu lại. Đáng nấu. Nấu rồi sao mình có nồi nấu mình nấu. Nấu giùm ta luôn. Hả? Nhưng mà mình không có đồ nấu á, chứ nấu gì á. Ví dụ như những cái thau mũ bể, cái ca bể đồ bỏ ở ngoài đường gì anh có lụm luôn không? Không, nằm ngang như khúc vắng thì lụm, còn ngay trước cửa nhà là không có lụm. Ngay nhà ta là không lụm ha. Dạ, như ngay trước cửa là em không dám lụm, tại vì sợ. Em có vậy nhưng mà ở ngoài đường thì lụm nha. Dạ, như cho khúc nào vắng mà có mũ thì lụm, còn mà ngay trước cửa nhà người ta thì em ít lắm. Rồi, lên đường qua ơi. Đi cứ cái rồi, đi nha. Rồi, gặp ai đồ luôn. Quá trời, ai cũng mến mộ anh Khoa hết trơn rồi. Đây, cơm nè. Thì bây giờ thì mấy anh em đang gặp anh Khoa Tràng Lùng là đi mệt quá nên là cũng mời một cái bữa cơm. Thằng cho là có sức khỏe gì vậy? Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Chùm bánh. Không phải vậy đâu nè, phải bớt. Bánh lớn rồi. Nó ăn vậy, nó ăn vậy bóp vậy nè, gần một bao nó có 3-4 kg nè, rồi sao bóp vậy đây ha. Không mà bóp vậy chứ mà để phùng ra nó cũng đâu có được tết đâu. Ừ. Sao mình bỏ vô đó đấy ha. Dạ, bỏ vô cái bao, bỏ vô cái vỏ rồi đầy cái vỏ đó rồi mình bỏ vô. Cái này là cái chai này là chai rửa tay, cái gì đi mấy cái thùng rác mà nó dơ quá đó. Sao chai rửa tay sao không kiếm cái chai nào đẹp đẹp chút, mà cái chai gì đâu mà nó tại lâu ngày quá. Lâu quá. Tại lâu quá. Rồi vô ra mát nè. Rồi vô mát nè. Đó. Xe đi. Dừng xe lại. Mấy anh em nghe anh Khoa nói là chưa ăn cơm đó, thì giờ mấy anh em mua cơm vô cho anh Khoa ăn nè. Rửa tay đi, rửa tay vô ăn cơm. Rửa tay chứ. Thôi bây giờ cho cái chai đó vào bán cho chai luôn đi. Thì về để thì về mới bỏ qua đó rồi lụm cho cá. Dạ. Cơm nè. Quá dữ quá. Con nước uống rồi hết chưa? Đầy đủ dữ. Mua cho nồi cơm. Để sẵn luôn. Dạ. Kéo ai đồ quá rồi. Sót luôn. Dữ quá. Lâu rồi dùng cơm đi. Dạ. Ngon trời. Cơm gì đây? Nhưng chung là mấy anh em cũng tiện đường thì đi tìm anh Khoa nên là cũng mua cho anh Khoa một cái hộp cơm. Cơm sườn. Để cho anh Khoa ăn trong bữa ngon. Cũng cảm ơn mấy anh chị. Ok, mời khán giả ăn cơm đi anh. Em mời khán giả Mạnh Thường Quân ăn cơm ạ. Rồi, anh ăn đi anh. Bữa nay được ăn thịt đó anh Khoai. Bữa nay được ăn thịt anh Khoai, ngon quá anh Khoai. Bữa nay được ăn thịt rồi đó anh Khoa. Vậy là không gian trứng không ha? Dạ. Đi em đi là em ăn sáng bà già chiên cho cái trứng. Ăn cơm ở nhà rồi đi. Ăn hết không? Dạ. Ăn hai hộp không? Không đâu. Không hả? Tưởng hai hộp thì lấy thêm hộp nữa. Không. Trời ơi, thôi giận ai nói đại đi. Để đại luôn. Bóp lại, bóp lại. Quăng luôn đi. Quăng luôn đi. Trời nó gớt chứ em đâu có muốn. Em nào muốn. Mời cô chú anh chị ăn cơm mà. Thử ăn đi anh. Trời ơi, giờ này đúng giờ đói luôn. 2 giờ. Đúng giờ đói. Sao cảm giác sao anh Khoa? Cơm ngon. Ngon ha. Ngay giờ đói nữa mà. Đúng rồi. Nếu mà đúng giờ ăn của ảnh là về tới nhà là 4 giờ mấy nữa cô chú anh chị. Dạ có bữa 5 giờ mấy. Bữa nào mà em qua tới tại cái đường Vĩnh Hải, qua tới gần Vĩnh Hải bả về tới nhà gần 5 giờ rưỡi. Trong lúc ăn cơm có ai thông báo niềm vui gì không? Thông báo luôn. Ừ. Ăn đi rồi thông báo. Ai có ai? Bữa nay là anh Khoa là ăn cơm còn có niềm vui đó nha, có quà nha. Rồi ai thông báo niềm vui thì thông báo đi nghe, đặng cho anh Khoa ăn đừng ăn chè nha. Ăn mắc hẹn nha. Ừ. Rồi giờ thông báo niềm vui luôn. Để bữa quay anh là có chị Nhi Nhi ở Tân Phú nè, cho anh gửi cho anh 600k. Rồi chị Lan ở Đài Loan là cho anh 1 triệu. Rồi tổng cộng là 1.6 triệu em gửi cho anh luôn. Quá dữ. Rồi, rồi. Vui luôn, vậy thôi. Quá vui rồi. Rồi anh kẹt kẹt giùm em luôn. Gọi điếm nha coi. 1.6 triệu luôn. 1.6 triệu. Của chị Facebook Nhi Nhi ở Tân Phú 600k.
Chị Lan ở Đài Loan là 1 triệu. Rồi. Chị Nhi, chị Lan. Chị Nhi với chị Lan đó. Em cảm ơn hai chị Nhi và chị Lan rất nhiều ạ. Như đây lụm được mấy ngày? Như đây lụm như ngày ngày đó. Dạ, cái này á, lụm chắc cỡ 2 tháng, 3 tháng luôn á. Trời đất ơi. Anh mừng, anh cảm sao động khóc luôn. Hết ăn cơm được rồi. Sao hết ăn cơm được vậy? Sao đúng là ngon nha. Đang ăn vậy ta. Không sao đâu. Okay, mình cảm xúc mà. Niềm vui mà. Niềm vui. Ráng ăn đây cho mấy chị vui. Quá mừng. Giống như bữa nay là chúc mấy gì ha. Chúc mánh. Rồi như thế này anh chúc mánh đi. Bạn vô nước mắt ra mà. Thử tôm tôm luôn rồi. Tự nhiên cái mắt tung tung kìa. Không sao đâu, anh cứ ăn ăn cơm bình thường thôi. Cứ mọi người nghĩ đi, anh một ngày anh làm 25.000 đó thì ra bao nhiêu tiền? 25.000 thì một tháng đó là như tháng 2 mấy à? 750 rưỡi. 750 rưỡi. Hơn 2 tháng. Rồi cắt tiền đi anh, cắt tiền đi rồi. Cắt tiền đi anh. Lấy cái kia kìa. Lấy cái túi xanh nha, túi xanh. Lấy túi xanh là bỏ vô. Đó, túi mà kèm bánh này đó. Nhét vô. Anh để cái túi kỹ mọi người, để không cơm lụm gớt á. Anh làm gì anh dân. Anh kỹ lắm. Điện thoại là để làm sao gớt hồi anh em lụm là không có trả lại đâu nha. Kỹ nha. Mừng quá trời mừng luôn ơi chứ chị. Cho hết vô rồi. Chạy ăn cái từ từ ăn anh ơi. Mạnh vô. Sau khi anh Khoa nhận được tiền của hai chị thì bất ngờ xúc động thì ăn cơm hết nổi luôn. Quá ngon luôn. Có những người, có những người ta nói em giả không? Kể sao anh Khoa, kể cho khán giả nghe coi anh Khoa. Người ta nói em lên trên này khóc thì nói em khóc giả, sao mà khóc không có nước mắt. Trong cảm xúc của mọi người mà hay nói gì nói. Ăn đi. Dạ. Anh giả mà anh đi được mấy năm trời để người ta biết anh đi hàng ngày giờ nào là anh cũng hay lắm á. Anh giả mà tới biết người ta biết anh đi giờ nào luôn á. Nói chung là anh hôm nay đi tiện đường đi quay anh chàng là anh trai chanh chàng lùng thì đi ngang tuyến đường gặp ảnh luôn mọi người. Rồi đưa cho anh uống miếng nước gì cho nó nha. Thông rồi. Uống miếng nước đi. Cho thông cổ rồi. Từ từ anh thôi. Anh đi mà anh đen mà là đen đều. Không có bật áo khoác gì hết. Anh đen đều hả? Về cô chủ nhà qua ngó dòm. Thấy sao cô chủ nhà? Ta nói ảnh diễn gì kìa, cô chủ nhà nghĩ sao? Sao? Nói anh Khoa, cô có thấy anh Khoa hàng ngày đi làm không? Đó. Đây ha. Cô chủ ở đây là cô chủ trang trí nội thất nè. Quán ở đây là sớm là qua tới đây nó biết đi mấy giờ, từ mấy giờ mà sớm mới lại tới đây. 4 giờ đi rồi. Nè bây giờ anh Khoa nè, anh thử anh cầm cái thịt lên anh ăn thử coi. Cầm thử coi. Tay luôn. Cầm tay lên rồi. Cầm rửa tay. Đó. Lâu rồi anh chưa ăn thịt nè. Ăn mạnh vô. Ăn nhiều vô. Tại đi. Ăn nhiều vô. Ăn kéo này thì anh tiên lần anh thấy là anh giận á. Anh hai ăn không đủ nha. Nói em bút ăn nhiều vô. Lâu rồi không có được ăn thịt của tôi chị. Nó bây giờ là anh thấy anh ăn ăn nhín nhín nè. Gán ăn hết đi cho có sức khỏe. Chứ anh ăn sức đàn ông mà. Đạp xe như vậy đó mình phải ăn mạnh dạn lên, đừng có ngại ngụm chân á. Vậy là từ ở cái ngoài bãi biển anh đạp vô đây chứ nãy giờ hơn tiếng đồng hồ á. Mà buổi trưa nắng chang chang lúc 12 giờ mấy luôn á mọi người. Bây giờ là... bắt đầu là hình như là anh đi lụm khoảng 2 giờ là bắt đầu anh từ ở đó anh chạy về đây khoảng 5 mấy cây á. Đi về 60 cây. Là 30 cây. Đi về vòng không đi về rồi đi vòng vòng á là 60 cây. Tại chúng này em đi vòng trong mấy cái đường này đường hẻm. Cứ ăn cho ngon miệng đi, cứ bình thường ăn ngon miệng đi. Có dịp mấy anh em mà có đi ngang cái đoạn đường này có gì mua những cái đồ ăn ngon tặng cho anh.
mọi người thấy cái ảnh đi ngoài nắng mà nó ám mà cái đen luôn á. Thấy không, cắt tươi vậy không? Không mà sao không mua ống phát á, trồng vô cho nó đỡ. Mà không được, à. Nó hầm ha. Nó hầm, nó đổ mồ hôi, nó hầm. Mà không được. Nhìn anh mà khoa ăn ngon thấy ai cũng thèm chứ ha. Sao không đổ canh ra chút xíu rồi đổ hấp sao hấp sao cầm cái thịt ăn đi. Ừ, nó đãi đi. Ừ. Ăn tự nhiên đi, tự nhiên lên coi. Đó, hôm nay thì cũng có những tình cảm của hai người chị cũng đã gửi cho anh Khoa để mà khích lệ tinh thần, để mà có tiền lo cuộc sống với lại nuôi cha mẹ già. Mình cố gắng lên, nói chung mình sống thì mình cứ dung hòa thôi nhé anh Khoa. Nếu mà bữa nay mà không gặp mấy anh em á thì ảnh đạp tới nhà, đạp tới nhà 4-5 giờ chiều tắm rửa rồi mới ăn cơm. Rồi hôm nay mấy anh em cũng tình cờ đi ngang cái khu vực này thì thấy ảnh như vậy đó, cũng đón trước được. Và ảnh như vậy hồi nãy nghe nói là ảnh chưa ăn đó nên anh em gấp rút là chạy mua cho ảnh hộp cơm để cho anh ăn. Ăn như đó nào không à, qua. Dạ anh đâu. Bình thường anh ăn chén không? Bình thường anh ăn có mấy chén? Dạ tối hơi chén. Anh níu hơn anh hai của anh rồi. Anh hai của anh là ăn từ 6 tới 8 chén. Anh hai ăn 8 chén, anh ba ăn 4 chén. Còn anh Út thì có 2 chén hả? Giảm phần nửa xuống rồi. Tính ra thì anh Khoa cũng còn được rất là nhiều cái tình cảm yêu thương của quý cô chú anh chị dành cho anh Khoa dữ lắm. Đó. Thấy ăn thấy thèm ha. Hồi nãy tính mua cho anh là bún mắm nhưng mà có nước thì nó bất tiện, mau nguội nữa, nên là thấy cơm sườn là cái giải pháp là hữu hiệu nhất, dễ ăn nữa. Cái này là có sức để đạp về tới nhà sớm hơn này rồi, sức hơi mạnh đó. Nó mạnh đó. Đó. Nay có chừng bóc bánh đậu đi luôn á. Bóc bánh đậu rồi mai tới gì đi. Có khi nào mà nặng quá thì nó nhõng bên đâu. Dạ cũng có quá. Mốt ta gắn thêm cái thuộc nữa. Dạ. Gắn thêm phục sao vô. Ê, như vậy nè, mày mốt chế cho anh mà Khoa ở đằng sau mà cái xe giống như xe ba bánh gì đó. Ê, giống như xe của anh ấy là đúng bài luôn á. Ở đằng sau là có nguyên một cái xe thứ anh của anh Chanh á, làm cái xe thô sao là chở đúng không, bài luôn á. Giống như cái xe ba gác vậy đó, là anh đạp anh chở cái xe thô xe thứ em á. Đúng rồi. Có cái đầu kéo phía sau á. Anh có nha. Mấy anh này như thấy nè. Thấy rồi. Ấn sau hai bánh, rồi ấn trước là có nhưng xe. Nhưng mà cái xe cái phải đàm cho nó xe xa lôi ra. Kia bằng xe lôi. Xe lôi đạp. Đúng rồi, xe lôi đạp. Chính xác. Xe lôi được không? Xe lôi giờ người ta cấm rồi, sao chạy anh? Anh chạy bình thường. Chạy xe đạp cái xe lôi đạp của anh ta là nó bự, còn chiếc xe lôi đạp của anh là nhỏ không ai bắt hết trơn á. Làm nhỏ hơn. Không mà nếu bắt chắc cũng to luôn. Hoàn cảnh không ta ai bắt đâu. Ta nhìn anh là ta biết rồi. Rồi. Ta thấy hoàn cảnh của anh quá. Thầy mà anh đựng đồ rồi bỏ đồ cho nó gọn, đừng có kiểu mà nó lấn theo quá. Nói chung là người ta thấy cái hoàn cảnh của anh Khoa là không ai mà ấy chăng á. Người ta cũng đúng không ạ? Tùy theo cái trường hợp chứ. Mà bắt nữa là chắc không phải người đó thì. Mấy người nào mà bắt. Ai đâu mà bắt anh Khoa. Ta thấy hoàn cảnh Khoa nổi tiếng, ta gặp người ta, ta mừng cũng hết nữa anh Khoa. Mốt là gặp anh xin chữ ký không á. Giết theo nha. Ăn hết miếng thịt đó cho mấy anh em coi coi. Ăn hết thịt rồi ăn uống hết chai nước này còn gì nữa. Bộ tính để giờ về chiều ăn tiếp cái gì. Anh đi cầm ăn thoải mái rồi còn lấy cái chai nước cửa. Uống hết chai nước luôn nè. Uống hết chai nước à. Tấm lòng của người ta. Đừng phụ lòng tấm lòng của anh em. Cháu chưa đem về. Không à, ăn hết mới được à, cháu mới cho em về à. Ăn không được. Ăn hết. Ăn miếng thịt đi, ăn không đi anh. Ăn không thịt rồi uống hết canh luôn. Cắn mạnh vô coi. Ăn gì sao thua vợ của anh Tiên á. Ăn chậm chậm quá rồi. Ăn nhanh anh đi, ngày mốt em giới thiệu cho chị. Nè, bữa nào anh em mình đi lụm dây chai bữa thôi.
tôi cũng đạp chiếc xe đạp trước ông vậy đó. Đạp khỏi không? Ồ. Oh. Có cô chủ là nói đó chừng nào mà ở đây nè. Có đám tiệc này kia là cứ vô lấy lê hồng thoải mái. Quá đi rồi. Nghe coi. Mà nếu mà ngon lụm ngon lành á là phải phục vụ cái quý khách thì mình bỏ vô cái bao nó phải. Lại giờ cho ảnh rót bia luôn cô. Thôi góp tới hết chứ. Thôi cho không tới hết chứ. Quá niềm vui rồi. Cô nói ở đây là có tiệc mà mốt là bây giờ dành tại thành khu vui chơi hả cô? Quá tạm ngưng vài ngày thì ảnh đi ngang mỗi ngày đó thì chừng nào thấy đám đó thì ghé thấy ai mà ngồi nhậu ngồi gì á cứ vô vô cô chủ mở lời cho anh rồi đó. Đó cô chủ mở lời đó rất là vui rồi đó, rất là tốt bụng luôn. À, anh cứ thấy đám là cứ vô ghé vô thường tổ chức chiều mà chú này chiều là đi về rồi. Còn sao ơi, cô cứ dọn rồi để trước này qua bữa sau thì em lấy đâu có được để trước cái là người khác đấy hả? Tôi thấy tôi lượm. Ừ. Có người làm vậy, trước vậy, dạ. Để có mấy tiếng là xong rồi. Anh là anh uy tín lắm mới được cô chủ mà dặn trước cho anh. Thì bữa đó tao đám thì đứng ở đây luôn, thôi gì đâu. Đó, đừng có cỡ gì đó trơn á. Lụm nhiều hơn đi xíu xa. Mấy cái lon mà lúa mạch là tiền nhiều hơn. Mình ưu tiên rồi. Ưu tiên, cổ mở lời mà đó. Người ta đang ăn uống mà mình đứng kỳ lắm. Này chứ phải đứng mình đã chủ nhà tao mở lời rồi. Nhưng mà em thấy kỳ lắm chứ. Dạ. Chứ tự nhiên người ta đang kỳ. Không. Rồi mấy chúng rồi vô nhớ kỳ là kỳ là cái lúc đầu thôi. Cái lúc mà người ta chưa sỉnh đó. Người ta còn được người ta gót thì mình kỳ. Thì nào ta sỉnh rồi mình gót cho ta cảm ơn nữa. Cảm ơn luôn. Anh ơi. Uống nhanh đi đừng cầm bia. Cầm lon lâu quá. Dạ thôi nè, giờ chú uống không? Không uống rồi con uống à. Đây. Hỏi gì đó? Hỏi uống không? Ừ, uống con uống phụ. Có đâu có biết uống đâu mà uống. chú ơi, cái lon đừng cầm giữ cái lon chú ơi. Thôi, tập trung vào chuyên môn này ăn hết cho mấy anh em coi. Rồi. Ăn thì mị quá trời. Rồi, cầm canh đó kìa. Hấp canh đi anh cho nó ngon. Canh nó ngon lắm á. Hấp canh xong tình cảm đó. Tình cảm của anh em đó. Bột đó. Tình cảm của mấy anh em dành cho anh đó. Hấp canh đi, canh ngon lắm đó. Nói chung tại anh mất cỡ rồi mà. Ngon ngon từ hạt ngọt từ xương đó anh. Ngay luôn á. Biết bao nhiêu tấm lòng trong đó đó. Quá hạnh phúc của chú anh chị. Cầm uống luôn à. Bỏ mất công rồi tự đổ rồi. Cầm hấp luôn. Uống như kiểu ăn sinh tố vậy đó. Uống hộp é ngày xưa vậy đó. Uống gì? Uống từ đó sao được? Anh Hoa tỉ mỉ quá. Tỉ mỉ quá. Đó. Tỉ mỉ gì sao có vợ được tơi. Mà nó mẻ lên. Kìa, ban con cái này kìa, nó bí rồi. Bí rồi kìa. Rồi sao hấp đây? Ê, gỡ lên một cái nó đổ cho mình rồi nghe. Không có gỡ lên chứ. Hấp được đó. Oh, nước ngon á, nước là nước súp đó. Anh ngon, đi, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Anh Ba, anh đi nắng cái rụng cho. Do là suy nghĩ ban đêm, suy nghĩ quá. Không có suy nghĩ, không biết nay lụm đâu. Biết không biết lụm đâu gì. Hỏi là biết có đồ hay không á. Rồi hồi mình lụm nhiêu đồ đó rồi mình ghé mình bán luôn hay gì anh Khoa? Dạ không em về nhà. Để về nhà á. Tết bán lại. Tết bán. Giữa tới Tết thì 6-7 tháng bán lần vậy ha. Không bán lần như là chủ vựa gia cha bán vậy đó. Giống như này bỏ cái bán rồi. Hổng đó có nhiều đó. Có 2 triệu mấy à. 2 triệu mấy đó. Hết nổi cái đống luôn. 6 tháng bán được 2 triệu mấy. 6 tháng 2 triệu mấy. Ôi, cái đống của ông bự bằng cái sân bóng đá gì đó. Hôm nay gặp gỡ anh Khoa quá vui, coi như là đội ăn cái cục tới được rồi. Quỳnh Quân cho anh Khoa, coi như là hỗ trợ anh Khoa học cơm cho anh ăn cho no bụng nha. Có xếp lên gì nha đó. Đi ngang đây tại rồi cấp trước tôi bán đây nè, mấy ngày nào cũng đi hết trơn. Dạ. Tại vì ảnh cách đây mười mấy cây mọi người, mà cô nói là 6 giờ mấy 7 giờ là thấy anh ở đây rồi, chắc anh đi khá là sớm luôn á. Mà trễ nhất là 7 giờ mấy là lại tới đây rồi đó. Dạ. 6 giờ mấy, 7 giờ, 7 giờ mấy là lại tới đây rồi đó. Không quen hẳn với cô rồi. Tại vì tụi con quay người ta nói là tụi con diễn cho anh Khoa anh làm. Để con hỏi cô là thấy tôi bán ở đây, tôi thấy nhà tôi bán. Dạ, nhà cổ đây nè, nhà cổ rồi. Đại gia của cái gì? Cổ Vĩnh Châu. Đại gia Vĩnh Châu nha mọi người. Hả, nhà gì đây? Ủa hồi xưa là ở đây là mình bán nội thất, bây giờ là thành khu vui chơi hả cô? Đâu, nhà đâu có
làm khu vui chơi ha. Mới mở đây ha. Đây là cô qua buổi sáng là đạp xe đạp đi lượm cây chai ngang đây mọi người, đường đi xuống mà Vĩnh Châu á. Sở Vĩnh Châu. Ở đây thuộc phường 1 thị xã Vĩnh Châu. Dạ. Cách sở là khoảng 7-8 cây đúng không con? Cây mấy rồi tới nha. Vậy là từ đây tới nhà ảnh là mười mấy cây đúng không mọi người? Xa lắm. Đây cô là chúng cho luôn người đi chai với ảnh nè. Ừ. Cổ nãy cổ mở lời đó, nói chừng là đám tiệc cứ lại là lắm. Không có cả. Có nhậu ta nói trước rồi. Có ta ngồi trên giấy thằng nhậu nhẹ thì cái vô đây không ai nói đâu. Ở trên em á có một cái người đó đó. À. Cũng đi lượm với em mình nè. Ông thấy em ví dụ như của cô cho đi, cô cho em đi là muốn quay tàu qua ngày sau là ông ghé. Ghé á? Không, ông ghé mà sợ là phiền người ta. Ông cứ ghé hoài đó, ngày nào cũng ghé. Đâu chứ ngày nào mình đâu có nhậu đâu, có đám tiệc lâu lâu mới có một lần, đâu có hàng. Ông lại nhậu, ông đi sau lưng, ông thấy chỗ nào mà em ghé. Bởi vì anh đi xa xa không ha. Đâu có sao đâu, mình hoàn cảnh vậy mình vô người ta không ai nói gì đâu. Ừ, hoàn cảnh của mình thì đó là cô mở lại cho anh rồi đó. Hoàn cảnh mình không vô vô dọn mấy cái đồ mũ đồ mấy con kia đồ ai đâu ai nói gì đâu, hoàn cảnh của mình mà không có ai mà cần gây mấy cái đó đâu. Cô quá tốt luôn.